Hello, chào bạn. Và như vậy, vị tướng thứ 77 sẽ ra mắt máy chủ mặt trời Deco Vibe Việt Nam vào đêm ngày hôm nay. Với giá bán rất rẻ là 379 quân huy sau khi được giảm giá từ 539 quân huy. Như vậy, anh em chỉ cần đợi 2 tuần nữa sẽ mua với giá 18.888 vàng nhá. Đặc biệt, bộ trang phục trưởng ngoại khoa màu trắng cũng rất rẻ, 219 quân huy thôi. Combo là 499 quân huy. Các bạn đợi đêm nay và mua nha. Tất nhiên là nếu anh em thích cơ. Nhưng mà nếu anh em thích rồi, anh em chưa biết chơi như nào thì hôm nay mình sẽ tiếp tục phân tích về chất tướng trang bị bảng ngọc để các bạn chơi tốt vị tướng Qnen nha. Ok, đầu tiên là chất tướng nội tại đánh nén. Khi là các bạn tấn công từ sau lưng, chắc chắn chí mạng 100% chí mạng. Tấn công trước mặt không thể chí mạng, dù các bạn mang ngọc là 100% chí mạng. Nên nhất thiết vị tướng này các bạn phải tấn công từ sau lưng mới phát huy sức mạnh tối đa. Nhưng mà chú ý nha anh em ơi, cái sát thương tối đa gây lên quái là 1.500 thôi. Kể cả late game các bạn cũng chỉ gây lên quái là 1.500 thôi. Và cái phần trăm sát thương chí mạng khởi điểm của Qnen chỉ có 125%, nhưng mà nó sẽ tăng 0.5% theo mỗi 0.5% tỷ lệ chí mạng của vị tướng này. Chiêu thứ nhất của vị tướng Qnen không có gì nổi bật lắm, nó chỉ tấn công tướng địch 2 lần theo hướng chỉ định và cộng thêm sát thương một lý. Chiêu thứ hai, đoản mệnh. Chiêu này một chiêu khá cần thiết đối với Qnen, có khả năng lướt đi, nghĩa là cơ động, sát thủ rất cần sự cơ động anh em ơi. Lướt đi tấn công và gây sát thương quản lý rất là lớn. Đồng thời, cái đòn đánh lướt đi này chắc chắn sẽ chí mạng anh em ơi. Và kèm dấu ấn lên tướng địch trong vòng 10 giây. Khi tướng địch dính cái dấu ấn của Qnen sẽ bị làm chậm. Đó. Và đặc biệt là giảm cái thời gian hồi chiêu của chiêu này đi. Cộng với đó là tướng địch sẽ gây sát thương lên Qnen và bị giảm cái khả năng gây tấn công lên Qnen. Thực sự thì khi solo với Qnen và dính cái dấu ấn Qnen thì tướng địch rất là khó thắng, bởi vì giảm đến 30% sát thương gây lên Qnen mà anh em ơi. Đây vị tướng solo và bắt nẻ rất là tốt. Chiêu cuối của vị tướng Qnen có tên là ẩn sát tàng hình em ơi. Sau thoáng chốc thì Qnen tàng hình trong vòng 3 giây, giúp tăng 40% tốc chạy và hồi máu mỗi 0.5 giây. Và trong suốt thời gian này, nếu Qnen tấn công sẽ bị hiện hình. Đồng thời sau khi hiện hình sẽ cường hóa cái công lý và tốc chạy. Cường hóa để từ 150 đến 200 công lý. Rất là nhiều công lý dành cho các bạn khi sử dụng chiêu cuối này. Và nội tại của vị tướng này ở chiêu thứ 3 giống hệt nội tại của vị tướng Butterfly, chính là khi tiêu diệt và hỗ trợ tướng địch được hồi tất cả kỹ năng. Nghĩa là nếu các bạn trong giao tranh tổng mà tiêu diệt được tướng địch từng người một thì nói chung là sẽ quẩy kinh khủng giống như vị tướng Butterfly rồi. Đó phần chất tướng, các bạn thấy chất tướng là một vị tướng gây sát thương chí mạng vô cùng khủng khiếp, sốc đam rất mạnh. Nhưng mà chúng ta phải lên trang bị và bằng ngọc hồng lý mới phát huy tối đa được cơ. Trang bị các bạn lên tin sau. Ở đây mình đã soạn sẵn trang bị cho anh em rồi. Để mình phân tích từ đầu nha. Đầu tiên là các bạn sẽ lên cái kiếm chi hồn. Kiếm chi hồn tất nhiên cần thiết với những vị tướng sát thủ rồi, bởi vì nó có cái nội tại là tăng 7% sát thương mỗi 30 giây. Và cuốn rất nhiều hồi chiêu dành Qnen, vị tướng này cũng rất cần hồi chiêu nha. Đồ tiếp theo là đồ cái giày. Giày thì các bạn nên tùy trận đấu, hộ vệ hoặc kiên cường. Không nên giày du mục nha. Và đồ thứ ba chắc chắn là phải cái thánh kiếm rồi. Tại sao lại chắc chắn thánh kiếm? Bởi vì các bạn thấy đấy, ở Qnen phần trăm sát thương chí mạng khởi điểm chỉ có 125% thôi. Các bạn lên thánh kiếm thì các bạn sẽ có thêm 50% sát thương chí mạng, cộng với 25% tỷ lệ chí mạng, mình nghĩ là 25% sát thương chí mạng từ nội tại. Thành ra vị tướng này sẽ có 125 cộng 75 chính là 200% sát thương chí mạng, giống như vị tướng khác rồi. Đấy các bạn, như vậy thì các bạn chí mạng mạnh. Đó, sau đó mới các bạn mới lên cương xuyên phá, phúc hợp kiếm là đồ thứ 5. Và đồ cuối cùng thì các bạn sẽ lên giáp hộ mệnh. Và thậm chí nếu anh em nào thích sốc đam kinh khủng hơn thì các bạn lên hẳn cái Lanh Folly ở đồ cuối. Mình nghĩ là không cần thiết, các bạn cứ lên cái đồ thủ giáp hộ mệnh đi, bởi giáp hộ mệnh tăng 10% sát thương mà. Dùng hết 2 lần các bạn bán đi, các bạn lên anh cũng không muộn. Đấy là phong cách sát thủ gọi là sốc đam một phát lao chiêu 2, là tướng địch lên bảng đối số luôn, rất mạnh. Ok, trang bị mạnh thì chúng ta phải kết hợp với bảng ngọc nữa. Ngọc thì các bạn dùng như sau.
Ngọc đỏ của vị tướng Kinoen chắc chắn các bạn phải ngọc dùng ngọc là sát thương chí mạng nha. Đây, sát thương chí mạng 3,6%. Tại sao lại không dùng ngọc chí mạng? Bởi vì ngọc chí mạng 16%, một con Kinoen này không cần cái kiểu chí mạng mà tấn công có tỷ lệ chí mạng đâu, mà tấn công từ sau lưng nó chắc chắn chí mạng rồi nên cần sát thương chí mạng 36%, 10 viên cộng với 7% chí mạng quy đổi thành 7% sát thương chí mạng, nghĩa là các bạn có 43% sát thương chí mạng từ cái ngọc đỏ rồi. Đấy, rất là cần thiết. Ở đời đầu game thì như vậy là các bạn sẽ không quá thiệt về cái khả năng gây chí mạng sát thương khi chưa lên được thạch kiếm. Rất cần thiết nha. Có ngọc tím thì hai sự lựa chọn anh em. Một là công lý tốc chạy, hai là tốc đánh tốc chạy, thì mình khuyên dùng là tốc đánh tốc chạy. Ok. Ngọc tím có hai sự lựa chọn đó, và ngọc lục chắc chắn là công lý và xin giáp rồi. Ở bằng ngọc chúng ta có 10% tốc đánh, 10% tốc chạy, 36% sát thương chí mạng, nhưng mà thực ra là 43 nha. Công lý 9 và xuyên giáp 64. Điều cơ bản khi các bạn đánh Kinoen cần biết chính là chúng ta khi farm phải đứng sau lưng này. Đó. Khi tấn công tướng địch của các bạn phải đứng sau lưng càng tốt. Dùng chiêu 2 để lướt về sau lưng tấn công nha. Rồi, ơi, cho anh em cứ nhanh nhanh như này. Đánh đi các bạn. Ở bạn này đặt tên giống, không giống Subin. Rồi, khi giao tranh các bạn bật chiêu cuối lên phi chiêu 2, dùng chiêu 1 này. Đấy, combo rất là dễ dùng thôi, và cố gắng đứng sau lưng. Rồi, con này phát này mình đứng trước mặt là không đúng rồi. Tấn công này, bạn này chạy thì càng tốt, tướng địch chạy thì mình cứ tấn công sau lưng thôi. Wow, rất nhiều đam. Tiếp tục đánh với Death này. Rồi, làm sao solo được với mình. Chí mạng liên tục đàm rất là to. Tiếp tục này. Wow, có dấu ấn lên đầu rồi. Khi tướng địch có dấu ấn lên đầu thì sẽ giảm 30% các sát thương gây lên Kinoen. Thực sự là solo với Kinoen chỉ có thua thôi khi mà các bạn bị giảm đến 30% sát thương. Ở từ đầu game Kinoen đã rất là mạnh, bởi vì khả năng tàng hình, ám sát rất là tốt, đâm sau lưng 100% chí mạng, đánh rồng cũng đã rất nhanh. Bởi con rồng nó quay đi quay lại nó rất là chậm, đấy là các bạn có thể ăn rồng rất nhanh với khả năng chí mạng từ sau lưng. Ở cách farm là các bạn cứ đứng sau lưng này, hoặc là dùng chiêu 2 phi ra sau lưng tấn công, rất nhanh, farm siêu nhanh luôn. Tất nhiên là nhanh nó có hạn chế thôi, đam tối đa lên ở quái rừng chỉ là 1.500 điểm. Kể cả những mục tiêu lớn là rồng và tà thần cũng là 1.500 điểm thôi anh em ơi. Mà khi các bạn thấy đấy, con tà thần nó không quay mặt đâu, nó cứ nhìn về phía trước thôi. Các bạn cứ đứng sau đánh chắc chắn chí mạng là 100%. Đấy, phát nào cũng chí mạng và đam là 1.500 nhá. Đầu game mình cảm thấy farm đã rất là sướng rồi, tốc độ farm siêu nhanh, rất thích hợp với một vị tướng đi rừng. Farm nhanh rồi làm gì thì làm anh em ơi, ơi chơi luôn, bật chiêu cuối lên tàng hình này, đâm từ sau lưng này, đó, có chiêu 2 à, hết chiêu 2 nha, chắc chắn chết rồi mình, đánh toàn chí mạng phê thật, đâm tiếp này, đấy, bật chiêu cuối lên đâm chiêu 2, đánh thường chiêu 1, đánh thường liên tục, đặc biệt anh em thấy đã Kinoen hồi chiêu siêu nhanh. Chưa kể cái nội tại chiêu cuối là khi các bạn tiêu diệt hỗ trợ là lập tức hồi lại tất cả các chiêu. Mà thậm chí là chiêu thức của vị tướng này hồi siêu nhanh, chiêu 1 và chiêu 2. Ở khi các bạn dùng chiêu 1 trúng mục tiêu thì đã hồi giảm thời gian hồi chiêu rồi. À, chiêu 2 trúng mục tiêu thì giảm thời gian hồi chiêu rồi. Mà hồi chiêu nhanh nữa thì nói chung là lại càng nhanh hơn. Cộng với các bạn ăn bùa xanh và kiếm chi hồn. Nói chung là trong giao tranh con này rất là đáng sợ, nguy hiểm. Nếu mà không bắt con này trước thì các bạn sẽ luôn 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 trong cái cảm giác là lên bảng điểm số siêu tốc. Rồi bạn này không về chết chắc mình này. Đó, ôi, choáng xong tốc biến hay phết đây bạn ơi.
Việc các bạn bắt những vị tướng như kiểu Đâu Cơ rất là dễ nha. Union solo với Đâu Cơ là không thể ăn được rồi. Dính chiêu 2 của mình là thôi khỏi solo luôn. Ai đi nẻ thì mình bắt thôi chứ không canh ai đâu nha. Quá bắt đi quay lại à? Thế thì lên bảng đánh số nha. Tưởng chạy còn sống được chứ quay lại thì mình đập sấp mặt. Anh em thì thấy là dùng chiêu cuối liên tục luôn, có trạng thái là tăng tốc chạy rồi cường hóa công vật lý rất là lớn. Ở khi con quái nó quay lưng lại mình là mình lại dùng chiêu 2 phóng ra sau lưng. Toàn chọc sau lưng thôi. Với tầm phút thứ 6 thì các bạn cũng có thể là tiêu diệt những vị tướng xạ thủ rất là nhanh gọn rồi. Đấy, đấy các bạn khi đánh vị tướng Kiren này các bạn chờ đợi. Các bạn dùng chiêu cuối áp sát xạ thủ team bạn chắc chắn sẽ tiêu diệt thành công. Rồi chuẩn bị nhà vô này, team bạn ở đây này. Đây 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 thanh niên này. Phóng chiêu 2 phát. Ui. Phóng chiêu 2 phát nửa cái máu. Các bạn thấy sự khủng khiếp chưa? Bởi vì khi bạn dùng chiêu 2 lên tướng địch thì chắc chắn là chí mạng mà. Đó. Mà có thánh kiếm rồi, đam chí mạng sẽ rất là to. Rồi, chạy đâu bạn ơi? Dùng chiêu 1 như kiểu đang múa anh em ơi. Vừa chạy vừa dùng chiêu 1 được nha. Rất là hay. Rồi bây giờ đam to nhất là 1500 mà không thể vượt qua con số 1500. Ăn rồng siêu nhanh. Ấy còn 43 máu. Cả vị tướng Kunen và vị tướng Batman đều có khả năng tàng hình. Mà con này tàng hình nó lại hay hơn. Vừa tàng hình vừa hồi máu. Mà lại còn tiêu diệt hỗ trợ được hồi luôn hết cả kỹ năng. Dốc đam thì cũng không kém Batman đâu anh em ơi. Cũng là một combo lên bảng điểm số đấy. Thậm chí là mỗi chiêu 2 chưa bao giờ lên bảng điểm số thôi. Mà con này tiêu diệt người xong là vẫn còn chiêu cuối. Các bạn có thể rút lui rất là an toàn. Chắc chắn là chất tướng mình cảm thấy là hay hơn Batman rất là nhiều. Rồi rồi đây combo của mình đây. Chọc chiêu 2 phát chết luôn. Cứ giải chiêu cuối phi chiêu 2 chóng phóng chiêu 1. Một combo nhẹ nhàng là tiêu diệt tướng địch rồi. Nếu các bạn nào thích khả năng hồi phục nhiều hơn thì các bạn dùng ngọc tím thêm một mấy viên hút máu nha. Thì hồi phục sẽ nhiều hơn rất nhiều, nhưng mình nghĩ không cần bởi vì con này chiêu cuối đã có hồi máu rồi. Đấy, kiếm chi hồn có hồi máu rồi, là có hút máu rồi. Mà đam thì toàn đam chí mạng thì hồi máu thì mấy thì đầy đâu. Hết máu lại dùng chiêu cuối liên tục hồi liên tục này anh em ơi. Hồi nhanh, rất nhanh luôn. Con này công của lý càng cao thì cái khả năng hồi máu từ chiêu cuối lại càng cao nhá. 25% công của lý. Quá nhiều. Rồi mình sẽ ăn tàn thần này, đam toàn 1500. Đấy, cứ đứng sau lưng này các bạn ơi, siêu nhanh. Nó hạn chế 1500, nếu mà không hạn chế thì thôi rồi. Các bạn thấy khả năng chí mạng là phát nào cũng 3-4000 đam thì thôi. Ai mà chịu nổi, à con mục tiêu lớn nào chịu nổi. Ăn mục tiêu lớn siêu nhanh thì ai mà chơi. Mình sang xin nhắc lại giá bán vị tướng Kunen là 379 quân huy trong một tuần đầu tiên. Và sau 2 tuần nữa các bạn sẽ bỏ ra 18.888 vàng để sở hữu vị tướng này. Trang phục thì giá cũng rất rẻ và tất nhiên trang phục không có hiệu ứng kỹ năng rồi.
Rồi bạn này bắt người quầy. Nó cái chết nó quá là nhanh đi. Rồi mấy thanh niên trong trụ mình không tính nha. Ra ngoài đây cho mình tóm luôn. Các bạn chú ý cô đã đối mặt với Ensu là các bạn phải phá những cái ưng chạm đi. Bởi vì cái ưng chạm phát hiện tàng hình đấy anh em ơi. Ở khi các bạn tàng hình các bạn đi qua cái ưng chạm vẫn bị phát hiện. Ưng chạm là cái khắc tinh của những vị tướng tàng hình mà. Đấy, Batman, Ngộ Không, rồi Quirin rất sợ cái ưng chạm này. Vì bị lộ tàng hình thì coi như là vất cái chiêu thức của mình đi rồi. Rồi, uầy. Dấp vào luôn thanh niên. Đấy là bạn ấy lên đồ tanh nha. Với các bạn máu mỏng thì thôi rồi, đam chí mạng 2k7. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo. Sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn lên rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa? Hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào! Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.